Xin chào quý vị các bạn đã đến với chương trình Tiên tri Công nghệ, và khách mời của chúng tôi ngày hôm nay là anh Tuấn Tì Tì. Xin chào anh. Vâng, xin chào anh Vũ Phá cũng như là tất cả các bạn ở chương trình Tiên tri Công nghệ. Cũng phải nói thật với các bạn rằng là tôi đã gửi lời mời đến rất nhiều KOL và trong đó có anh Tuấn Tì Tì. Tuy nhiên rất bất ngờ vì anh đã nhận tham gia chương trình này, bởi vì thật ra anh có biết gì về công nghệ đâu. Thế nên là tôi muốn hỏi là tại sao anh không biết gì về công nghệ mà anh cũng nhận lời mời của chúng tôi? Thực ra thì như anh biết đấy, bây giờ xã hội nó đang dịch chuyển là thế hệ 4.0. Những người không giàu thì người ta sẽ đi dạy bạn cách làm giàu. Vâng. Những người mà chưa hạnh phúc thì người ta sẽ đi tư vấn cho bạn về tình cảm. Đấy, những thằng mà chưa có người yêu thì sẽ lên mạng mà dạy cách tán gái. Đó, thế nên là những người mà chưa biết công nghệ, người ta vẫn có thể chém gió một cách ngọt ngào về công nghệ. Vâng, như vậy là những người không biết gì về công nghệ sẽ đưa cho các bạn một góc nhìn tuyệt vời nhất về công nghệ, có thể đúng thế ạ? Vâng. Vâng, đó cũng chính là tiêu chí của chúng tôi ngày hôm nay. Đến với chương trình Tiên tri Công nghệ, các bạn sẽ tiếp cận được công nghệ trên những góc nhìn đơn giản nhất, đúng không ạ? Chúng tôi sẽ biến mọi thứ phức tạp nhất thành đơn giản nhất, sẽ không có những từ ngữ rất là cầu kỳ mà các bạn hay đọc trên mạng. Ví dụ như kiểu là bộ vi xử lý, rồi thì chip 6 nhân, 8 nhân, rồi thì giải màu này, giải màu kia, rất là đau đầu. Nhưng mà tôi vẫn muốn hỏi anh một chút, đã gọi là tiên tri công nghệ thì ít nhất rằng là anh cũng phải có những cái lời dự đoán gì đấy về cái xu hướng công nghệ, đúng không ạ? Vâng. Đặc biệt là liên quan đến dạo này, thế tôi sẽ hỏi anh một xu hướng đang rất là nổi mới đây, đó là chiếc iPhone XR. Vâng, anh muốn hỏi về cái điện thoại của tôi. Tôi nói là cả XS và XR chứ không phải là nói cái điện thoại này. Vâng, tôi tưởng anh muốn hỏi về cái điện thoại iPhone XR màu trắng 256GB này của tôi thì có gì anh cứ nói. Không, tất nhiên là tôi đang nói về màu. Anh cứ từ từ để tôi nói. Tất nhiên là tôi biết là anh mới mua cái chiếc điện thoại, nhưng mà anh tinh ý. Ý tôi nói đây là iPhone vừa ra một loạt các siêu phẩm, và trong các siêu phẩm đó đặc biệt là liên quan đến siêu phẩm về màu. Vâng. Xuất hiện rất nhiều những màu sắc trong chiếc iPhone mới. Màu trắng. Của tôi là màu trắng. Dạ vâng. iPhone XR White 256GB. Anh mua ở từ Viettel Store, tôi biết rồi. Vâng, tôi mua Viettel Store. Dạ vâng. Thôi, để tôi nhấn mạnh thêm đó là tôi muốn anh hỏi anh về cái xu thế về màu sắc trên những chiếc iPhone. Theo tôi được nhớ thì gần đây, cách đây khoảng tầm 2 năm, khi mà chiếc xe iPhone đỏ ra đời thì nó đã gây một cơn sốt trong làng công nghệ. Và tôi cũng có biết rất nhiều những chuyện, câu chuyện gọi là những câu chuyện dân gian xung quanh đấy. Và anh có thể nói sâu hơn với tôi về những câu chuyện đấy được không? Báo anh thì thực sự là cũng chả dám giấu khi mà lên chương trình này. Thì Tim Cook thì cũng là một người bạn thân của tôi. Anh hiện tại thì đang sống ở bên Mỹ. Và thì hai anh em cũng kết thân với nhau trên Facebook rồi. Tôi cũng để anh ấy vào danh sách là bạn thân. Thì nói chung là như những gì Tim Cook nói trên mạng ấy thì nó chỉ là một cái để truyền thông thôi. Như anh đọc là iPhone đỏ ra để hưởng ứng cái quỹ tài trợ Red gì ấy cho các trẻ em bị HIV ở châu Phi các thứ. Nhưng mà thực ra là không phải. Tim Cook bản chất là ông ấy thích iPhone đỏ, bởi vì là lần đầu tiên khi mà ông sang Việt Nam đi chơi với tôi thì hôm đấy là rơi đúng vào ngày mùng 1. Mà ngày mùng 1 thì người dân Việt Nam đi chợ mua đồ về như hoa quả về cúng thắp hương nhiều lắm. Và cái hay nữa là Việt Nam có một văn hóa là mùng 1 là đi ăn tiết canh. Vâng. Đấy, ăn xong bát tiết canh nhá, Tim Cook vỗ đùi cái đét cái ông kêu tiết canh ngon, lạc ngon, súp ngon, ăn rất đầm mồm. Và sau khi về Mỹ thì cái mà ông ấy bảo ông ấy nhớ nhất ở Việt Nam, tiếc nhất ở Việt Nam đấy là không được ăn tiết canh. Và ông ấy thất vọng vì người Mỹ đã không sáng chế được tiết canh. Thế nên là ông ấy bảo thôi thì ông ấy sẽ phải làm một cái gì đấy để tưởng nhớ đến món tiết canh mà Tuấn Tiền Tỷ đã dẫn đi ăn ở Việt Nam. Và ông ấy quyết định cho ra một cái iPhone màu đỏ. Vâng, thưa các bạn, chúng tôi hôm nay sẽ có thêm một thông tin mới cho các bạn. Đó là chiếc iPhone màu đỏ ra đời cách đây 2 năm xuất phát từ bát tiết canh ở Việt Nam. Vâng. Đúng không ạ? Nhưng mà thế còn có liên quan gì đến những cái màu sắc mới mà ra đời trong năm nay của chiếc iPhone không? Vâng, màu trắng này. Dạ vâng, màu trắng 256GB anh mua tại Viettel Store, đúng không ạ? Hay là vâng. anh muốn nói đến màu đen. Dạ không, đúng rồi, có thể là màu đen. Anh muốn nói đến màu đen. Vâng. Màu đen thì rất là đơn giản thôi.
thì cũng là cùng một đợt đấy, Tim Cook sang Việt Nam, ông sang tận 20 ngày, thì ông sang 15 ngày, thì ông đi chơi từ ngày mùng 1 đến ngày 10 rằm. Đấy, đến ngày 10 rằm nhá, thì ở Việt Nam có văn hóa là ăn thịt chó. Và cái món sở trường của người Việt Nam mình đó là món thịt chó chay. Đấy, và Tim Cook rất là khoái cái món thịt chó chay này. À, món thịt chó nướng rồi chó, rồi thì làm bát rượu mận các thứ nó ngon lắm. Tim Cook ăn rất ngon. Và ông về Mỹ ông cũng lại thấy nhớ món thịt chó chay ở Việt Nam. Và ông lại phải quyết tâm ra một cái sản phẩm gì đó để tưởng nhớ đến cái món thịt chó chay. Và ông quyết tâm là ra một cái iPhone màu đen. Đấy. Vâng, thưa các bạn, chúng tôi lại có thêm một thông tin nữa vô cùng hấp dẫn từ anh Tuấn Tiên Tỷ, đó là chiếc iPhone màu đen bắt nguồn từ món thịt chó chay ở Việt Nam. Có lẽ là dừng với chủ đề màu sắc ở đây, tôi muốn hỏi anh về thêm một xu thế nữa mà đang gọi là đang xâm lấn cái làng công nghệ, đó là xu thế của những chiếc camera. Trong vài tháng gần đây, những siêu phẩm đình đám của Huawei, của Samsung đang xuất hiện với cái tần suất, cái số lượng camera đằng sau lưng tăng lên từ 3 camera đến 4 camera. Và sắp tới thì Nokia 9 đang có những cái phiên bản concept tại thị trường châu Âu với 5 camera. Vậy thì anh có thể giải thích về cái xu thế của nhiều chiếc camera sau lưng được không? Tại sao các hãng lại đang tập trung sản xuất nhiều camera sau lưng thay vì camera ở mặt trước? Về cái câu hỏi này của anh thì nó rất là đơn giản. Vì tôi là bạn thân của rất nhiều các cái chủ tịch tập đoàn lớn trên thế giới. Tim Cook của Apple hay là Lee Kun Hee của Samsung các thứ, thì các ông ấy sang Việt Nam chơi với tôi suốt à. Và tôi hiểu điều đó. Các ông ấy sang Việt Nam thì các ông ấy rất là tò mò về cái văn hóa người Việt. Tại sao người Việt lại hiếu học như thế? Tại sao những cái người mà ở cái tầng lớp phổ thông ở Việt Nam, như là người công nhân, nông dân các thứ, họ cứ đến 5:30 là họ cầm một quyển sách, họ đọc chăm chú như vậy, họ ghi chép tỉ mỉ như thế, họ tính toán một cách logic như vậy? Thì các ông rất là tò mò. Và sau đấy là tôi giải thích cho các ông ấy và tôi hướng dẫn cho các ông ấy cái môn đấy. Thì các ông ấy bắt đầu là biết, và các ông làm một cái lễ nhập môn. Đó là môn là nghệ thuật ghi lô. Vâng. À, anh biết không? Nghệ thuật ghi lô, lô đề đấy. Và sau khi mà ông ấy chơi lô ở Việt Nam xong, thì ông ấy lại rút ra được bài học là chơi lô nó rất là lỗ. Đấy, thế nên là để tưởng nhớ cho cái việc mà chơi lô nó rất là lỗ như thế, thì ông mới lại in những cái lỗ này, làm những cái lỗ đấy trên chính điện thoại của mình, để ông ấy muốn giáo dục cho những người Mỹ hay những người Hàn Quốc khi mà sang Việt Nam đấy, thì nhớ là đừng có đánh lô, bởi vì là đánh lô nó rất là lỗ. Dạ vâng, như vậy là chúng tôi lại thêm một khái niệm mới nữa cho các bạn, đó là cái sự xuất hiện nhiều camera mà theo ngôn ngữ của anh Tuấn Tiền Tỷ đây là những cái lỗ là chẳng qua là do thì ghi nhớ lại cái việc đánh lô thì nó bị lỗ, đúng không ạ? Vâng, đánh lô không trúng nhiều, toàn mất nhiều, nên người ta gọi là đánh lô bị lỗ. Và ông ấy đã làm ra những cái điện thoại rất nhiều lỗ như vậy. Vâng, thế thì theo anh thì số lượng lỗ ở đây có thể là maximum sẽ đạt, tức là đạt cực đại là bao nhiêu cái lỗ ở trên một chiếc máy ảnh? Thực ra là một chiếc điện thoại, là muốn làm bao nhiêu thì làm thôi. Có những người lỗ nhiều thì người ta làm nhiều lỗ đấy, nhưng mà có những người mà lỗ ít thì người ta làm ít lỗ đó. Và cái lỗ nó là thể hiện cho người chủ tịch đấy, người ta đánh lô có bị lỗ nhiều hay không. Vâng, thưa các bạn, có lẽ là câu chuyện những cái lỗ sẽ tạm thoái trào để dành ít phút cho quảng cáo. Mua ngay iPhone XS Max giá tốt tại Viettel Store. Mua ngay iPhone XS Max giá tốt tại Viettel Store.
Mua ngay iPhone XS Max giá tốt tại Viettel Store.